hỏi sư phụ, khi đi bộ bát quái thì ý nghĩa của cái cây tại điểm giữa của vòng tròn là gì ạ? Cái cây này có liên quan gì đến vũ trụ và tự nhiên ạ? Cái cây ở điểm giữa có phải là cây không? Nghe thì có vẻ như là vô nghĩa, nhưng trên thực tế thì cần phải suy ngẫm sâu hơn về điều này. Vì vậy, tôi sẽ trả lời rằng, cây vẫn là cây. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích các yếu tố cấu thành thì trong thân cây có những gì, quý vị sẽ nhận ra rằng cơ thể con người có gì thì cây cũng có thứ đó. Tất cả đều giống nhau, chỉ là vì nhân duyên khác nhau nên nó đã trở thành cây và chúng ta trở thành con người. Nhân duyên này biến thành máy chụp ảnh và nhân duyên khác lại biến thành chiếc đèn. Nếu nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy DNA của ếch và con người chỉ khác biệt một chút, nhưng chúng đã trở thành ếch và chúng ta trở thành con người chỉ khác biệt một chút. DNA có rất nhiều chuỗi liên kết được tạo ra và thống nhất. Vậy thì, những yếu tố vật chất bên trong chúng ta thì sao? Bởi vì có một số loại vật chất hoặc một số nguyên tố nào đó khác nhau, nên đã hình thành những dạng sống khác nhau, hoặc nhiều loài có tính chất khác nhau. Cái cây tại vị trí trung tâm mà chúng ta đi bộ bát quái chỉ là cây. Nó được coi là trung tâm để tương ứng và kết nối với vũ trụ. Chúng ta lấy cái cây làm trung tâm để phát tỏa năng lượng và ý thức của mình ra toàn vũ trụ. Có thể phát tỏa theo hướng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới và cho đến vô tận. Khi tôi đi ngược chiều kim đồng hồ, tay trái ở tư thế thanh long trường, tôi sẽ đẩy hết thảy những năng lượng không tốt ra ngoài. Khi chuyển về hướng thuận chiều kim đồng hồ, tay phải ở tư thế thanh long trường, chính là lúc tôi bổ sung năng lượng. Khi năng lượng từ bốn phương tám hướng của vũ trụ hội tụ vào cơ thể tôi, nó có vai trò hỗ trợ và tái tạo cho tôi. Có thể nói rằng, đây chính là cách chữa lành tốt nhất.